Xin chào mọi người, ở video ngày hôm nay thì Hiệp sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để sao chép các cái đường link bài viết này cũng như là sao chép cái liên kết của Facebook cá nhân cũng như trên kênh Youtube để không phải ai cũng... Cái này tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng biết đúng không ạ thì Hiệp sẽ làm video này để hướng dẫn cho mọi người ha Rồi ok, đầu tiên là sao chép đường link ở trên là Facebook cá nhân nha thì chúng ta sẽ đăng nhập vào Facebook cá nhân Đây, đây là Facebook cá nhân của Hiệp nha. Sau đó chúng ta sẽ kích vào mục khác này, dấu ba chấm cho mục khác này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn là sao chép liên kết đến trang cá nhân. Đây mình sẽ chọn như này. Đây Hiệp sẽ ví dụ Hiệp bấm paste nhá. Ví dụ Hiệp chọn là uh, Facebook Hiệp Nguyễn này, Hiệp paste vào đây. Đây, mình sao chép xong mình paste vào đây. Đó là đây mình gửi cho đường link Facebook cá nhân cho người khác nha Đó cái thứ hai là chúng ta muốn chia sẻ gửi đường link bài viết thì như thế nào ạ Đây ví dụ như đây là à Đây là một đường link bài viết của Hiệp nhá Đó thì Hiệp sẽ bấm là chia sẻ Hiệp muốn gửi cái đường link bài viết này cho người khác Thì Hiệp sẽ bấm là chia sẻ này Sau đó Hiệp sẽ chọn là tùy chọn khác Đó Và chúng ta sẽ chọn là sao chép vào khai nhớ tạm nhé đó thì tiếp theo hiệp sẽ gửi vào đây Check cho mọi người nè dán vào đây đó đó thì đây chính là bài viết mình vào đây thì mình sẽ vào được cái bài viết nha luôn nha đó rồi cái thứ ba đó chính là trên kênh youtube đây hiệp, ví dụ hiệp vào kênh youtube của hiệp nha đó đây là kênh uh, youtube của hiệp nè ví dụ như hiệp muốn là đây hiệp vào kênh youtube nha kênh của bạn vào video nhé, rồi um, và trang chủ này, đây ví dụ như video này đi, thì Hiệp sẽ bấm là uh, bấm vào dấu ba chấm này ở bên chỗ video nhé, sau đó Hiệp bấm chia sẻ này, đó, sau đó tiếp tục là nhấn vào sao chép đường link, ok, rồi nhớ để Hiệp check cho mọi người nè, đây nha, dán nè. Đây, và đường link, đây đường, đây là chính là cái đường link Youtube nhé mình bấm vào đây thì sẽ ra đường link luôn ha Rồi, tương tự như thế đối với fanpage cũng như vậy nha mọi người Ví dụ như vào một fanpage nữa nè Ở vào fanpage nhỉ Đây nhé Ví dụ như vào fanpage để lôi cái đường link fanpage ra nhé đây là fanpage của Saffron nè rồi để sao chép đường link của fanpage nếu như chúng ta đã cài đặt cái quản lý trình quản lý trang rồi ấy, thì chúng ta sẽ vào cái mục là uh, xem thêm sau chúng ta sẽ chọn là sao chép liên kết trang nha đó thì nó cũng ra là uh, chọn đường link nè đây hiệp sẽ vào cái uh, inbox này đây Hiệp dán vào đây để xem cho mọi người xem nè đó thì nó cũng ra cái cái đường link của trên fanpage của mình nhá. Đó vậy là trong video này Hiệp đã hướng dẫn uh, cho mọi người cái cách để làm sao chúng ta có thể là uh, gửi cái đường link bài viết, đường link Facebook cá nhân, fanpage và YouTube cho người khác. Nếu như mọi người thấy video này hữu ích thì hãy bấm vào kênh đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để có thể nhận được các cái video tiếp theo của Hiệp nha. Xin chào.